Đại ca. Đại ca. Đại ca. Sao giờ này tụi bay chưa đi làm nữa chứ hả? Dạ, chờ đại ca kể chuyện rồi mới đi làm được. Đại ca, kể chuyện đi đại ca. Chuyện ở đâu mà kể hoài vậy hả? Trời ơi, đại ca chuyện cả đống luôn, một bụng luôn mà. Ờ, phải rồi đó, phải rồi đó. Chuyện một bụng. Vì bữa nay tụi bay nghe chuyện đại ca đi chơi ấy nha hả? Trời ơi, đại dẫu có... Cười gì hả? Ừ, dạ, không có. Có. Vậy nghe chuyện vui nha. Dạ, dạ. Tất cả thế giới đều sợ đàn bà Mỹ. Vì đàn bà Mỹ hễ nói là làm. Vậy mới được. Vậy chứ. Đúng rồi. Đàn bà Mỹ sợ đàn bà Nhật. Vì đàn bà Nhật làm rồi mới nói. Cái này dữ hơn nữa. Đàn bà Nhật sợ đàn bà Hồng Kông. Vì đàn bà Hồng Kông không nói mà làm. Tất cả đều sợ đàn bà Việt Nam. Ui. Vì đàn bà Việt Nam nói một đàn làm một nẻo. Rồi được chưa? Đi làm đi. Đi làm đi. Đi 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 làm làm. Giờ bỗng mẹ đó. Mấy đứa này giống quỷ thiệt chứ. Em Mẫn. Em Mẫn.